Chào bạn. Nếu bạn là người yêu không gian đẹp, yêu cuộc sống thanh bình, thư thái, thì đây có thể là niềm vui của bạn. Hãy xem video và cùng giao lưu học hỏi bạn nhé. Chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của bạn. Rồi, ok, không làm mất thì giờ của bạn nữa. Trước tiên, những cabin mộc mạc ẩn mình bên dốc nhẹ, nằm bên bờ hồ trong vùng Địa Trung Hải, đưa ta vào một thế giới của sự thanh bình và thư thái. Buổi sáng sớm, khi màn sương mỏng còn bao phủ lấy những ngọn núi, cảnh thiên nhiên nơi đây hiện lên thật kỳ vĩ và nên thơ. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua các tán lá, chiếu sáng những giọt sương long lanh như những viên ngọc nhỏ, khiến không gian trở nên lung linh huyền ảo. Tiếng chim hót líu lo như bản nhạc không lời, vang vọng khắp khu rừng. Những con chim với bộ lông rực rỡ bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng lại đậu trên những cành cây như muốn nghỉ ngơi chút ít sau những chuyến bay dài. Xa xa, tiếng thú rừng kêu vọng lại, làm tăng thêm sự sinh động cho cảnh sắc núi rừng. Có tiếng nai kêu gọi bạn, tiếng hoãng sủa vang rừng, hòa cùng tiếng suối chảy róc rách. Con suối nhỏ uốn lượn qua những tảng đá lớn, nước trong veo có thể nhìn thấy cả những viên sỏi dưới đáy. Tiếng nước chảy như một khúc ca êm đềm, mang lại cảm giác thư thái và yên bình. Bên cạnh con suối, những căn nhà sàn đơn sơ, mộc mạc nằm rải rác trên các triền đồi. Các mái nhà lợp lá cỏ, tường nhà làm bằng gỗ, tạo nên một cảnh quan hài hòa với thiên nhiên. Những ngôi nhà này tuy giản dị nhưng ấm áp, là nơi những người dân địa phương sống và gắn bó với núi rừng. Cuộc sống ở đây thật thanh bình và yên tĩnh. Người dân sống hòa mình với thiên nhiên, trồng trọt, chăn nuôi và tận hưởng cuộc sống giản đơn nhưng hạnh phúc. Họ cùng nhau lao động, cùng nhau chia sẻ niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Cảnh sắc núi rừng không chỉ đẹp bởi thiên nhiên hùng vĩ, mà còn bởi sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Một bức tranh tuyệt đẹp về cuộc sống giản dị, thanh bình giữa lòng núi rừng, nơi con người tìm thấy sự an yên trong tâm hồn. Đó là những gì mà video đã nói lên tất cả. Chúc mọi người cảm nhận video vui vẻ và một cuộc sống an lành. Cuối cùng, cũng xin mọi người cho một lần chia sẻ và đăng ký kênh để động viên tinh thần nhé. Xin cảm ơn. Thank you.
Thank you.